Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 030. Bài này nằm trong khóa tổng ôn lý thuyết hữu cơ, phần bài toán lý thuyết dùng biểu đồ. Các em có thể tham gia khóa học này bằng cách là đăng nhập vào cái trang web thầy để trên đỉnh đó. Bài toán này người ta yêu cầu các em phải tìm ra x, y và z tương ứng với các thí nghiệm và các hiện tượng cho sẵn. Thế dựa vào các hiện tượng này, các em dùng phương pháp là loại nghiệm. Ở đây thầy có đáp án là D. Lý do vì sao chọn D rất đơn giản như sau. T tạo kết tủa và khí thoát ra. Vậy chắc chắn T của thầy phải là amoni sunfat. Như vậy kết quả là thầy loại đáp án A. Đó. Loại đáp án B. Vậy chỉ còn đáp án C và đáp án D. Z không hiện tượng, vậy Z phải là KOH. Đó, KOH của thầy sẽ không phản ứng được với lại BaOH 2 lần. Như vậy đáp án phải là D luôn. Không phải băn khoăn gì nữa cả. Đó. Đáp án C của thầy đây là K2SO4. X có kết tủa là K2SO4. Như vậy kết quả là X là đáp án D chuẩn rồi. Càng tô thêm vẻ đẹp cho đáp án D thôi. Ok. Y cộng với Y tạo khí, đúng không? Y tạo khí. Vậy Y phải là N4NO3. Thì khi đó nó tạo khí NH3 mùi khai với BaOH 2 lần. Như vậy Y là N4NO3. Đây là thầy giải thích cho các bạn tất cả. Còn nếu như vào phòng thi các em làm, các em chỉ cần một vài ý thôi là các em thể loại được hết nghiệm rồi. Vậy đáp án thầy gọi là đáp án D.